đánh rất đông đội đến từ Levi. Pha này thì rất khó cho LL rồi. 2-1 và anh ta nằm xuống rất nhanh. Trụ bắn Kia Gia, còn Kia Gia không nằm xuống. Dễ ha, nhìn cảm giác như khá là dễ đến từ những tình huống thiết lập bật lính sau đó tấn công lên khu vực đường trên. LL vừa rồi mới chỉ đạt được cho mình đó cấp độ 2 mà thôi. Levi thậm chí là tự thưởng cho mình bằng những con lính của Kia Gia. LL đứng trước nguy cơ phải nằm xuống một lần nữa. Kia Gia dịch chuyển lên, LL bắt đầu bị mất máu, bị đấm vào và anh ta cũng đúng là nằm xuống một lần nữa. Nặng hai lần đó. Chứng tỏ con Talia mà ở sẵn. Thanh đạp thiếu đốt vừa rồi đã được kích hoạt đến từ địa một, nhưng cái lượng sát thương là không đủ khi mà Yado đã kích hoạt thanh tẩy để có thể giảm đi cái sát thương của thiếu đốt. Tốc biến lên và đó là tình huống solo kill. Dưới thì có va chạm Ronobi, anh ta hụt thiên đỉnh kiếm và anh ta còn cái tốc biến, nhưng trời sập đã tới, đĩa có mặt ở đây và đó là điểm hạ gục dành cho Play. Rừng để có thể cướp 7 cốc và 7 bùa xanh rồi. LL bây giờ đứng lại ăn lính thì gặp nguy hiểm. Hỏa Dương hiệu triệu, anh ta hút được nhưng mà vẫn phải nằm xuống. Trụ bắn Kia Gia không đủ sát thương. 5-0 cho Gam sau 9 phút thi đấu. Kia Gia bắt đầu lao tới, địa một cũng tới, đã có hủy diệt đấu trường. Su Hào lao tới tấn công Kia Gia, bảo đạn tung ra nhưng Gam đang lui nhẹ về. Họ có được điểm hạ gục không? Vẫn chưa có, mỗi bên có một rồi. Nhưng sau đó thì bên phía của Cerberus buộc phải chạy nhưng Artemis đã bị bắt lại và anh ta nằm xuống. Tay đẩy được lính lên và ba thành viên của Kia Gia đang chịu sát thương từ trụ. Anh ta có đồng hồ nhưng trụ đất ra và địa nằm xuống. Cái này giống bị gài quá. Giữa kết hợp với con sứ giả cực kỳ nguy hiểm dành cho bên phía Kia Gia đang ở trong rừng đối phương. Anh ta bị làm choáng, sát thương bắt đầu dồn vào Kia, dùng hủy diệt đấu trường. Levi đang cố gắng tới. Kia Gia câu giờ khá tốt, gõ đạn được tung ra và Kia Gia nằm xuống. Levi cũng nằm xuống, địa xuống hơi trễ. Anh ta đang phải vừa đánh vừa lui nhưng đồng đội của anh ta đã tới. Play đang bắn tốt, Ronobi gặp nguy hiểm, địa dứt điểm được Ronobi. Phía bên này là pha hút tốt của LL nhưng Yado đang bị địa zone và không vào được. Rút lông giữ chân một người của Play. Phía bên này xoáy một người thôi và địa không mất nhiều máu lắm. Palette cũng chấm máu, anh ta nằm xuống nhưng Play cũng có được điểm hạ gục. Địa đang bị cô lập, 3-1, địa che sát thương nhưng địa nằm xuống, double kill cho Artemis. Diễn ra Gam không hề bỏ pha này. Ronobi đang phải đứng kế bên nhưng pha dịch chuyển này Ronobi và Su Hào đang kẹt lại, họ đang phải lui phía Yado. Lệnh sóng âm vừa có, anh ta xoáy trúng hai người. Hỏa Dương hiệu triệu được dùng nhưng nó bị ngăn chặn với Palette. Con sứ giả vẫn còn đó, bảo đạn tung ra nhưng Kia Gia ngăn chặn bảo đạn. LL là người có điểm hạ gục đầu tiên. Play đang cố gắng bắn nhưng không hiệu quả lắm. Kia Gia đang zone hai người ở phía trên, anh ta chuyển mục tiêu tập trung vào Yado. LL có được double kill nhưng hai người đồng đội của ta cũng vừa nằm xuống dưới tay của Levi và anh ta cũng phải nằm xuống triple kill cho Levi. Nhưng Kia Gia mới chính là người khởi động pha giao tranh. Anh ta đang bị làm choáng, CC dồn vào nhưng Kia Gia rất khỏe, xoáy hai người nhưng liệu có đủ hay không, có lẽ như là không đủ. Địa tiếp cận tuyến sâu của Cerberus và anh ta đang quậy, sẽ là hai điểm hạ gục dành cho địa, một điểm hạ gục còn lại cho Levi. Và với lợi thế về người này thì Gam có thể đẩy thẳng vào khu vực đường giữa hoặc chọn Baron, bất kỳ điều gì họ muốn. Tiếp tục tận dụng bùa lợi Baron đến từ bên phía của Gam mà thôi. Ui Kia Gia, địa một đang đứng im, anh ta không vận chuyển. Kia Gia lao thẳng vào luôn, ui anh ta trâu quá, tất cả mọi thứ vô vào Kia Gia. Kia Gia cuối cùng đã nằm xuống nhưng địa lại vào tuyến sâu và địa lại có được điểm hạ gục. Anh ta chặt tiếp vào Gia Đô, anh ta bị đẩy ra nhưng phần còn lại của Gam đang đi theo địa và đó là hai điểm hạ gục cho Gam Esports. Họ vẫn còn bùa lợi Baron, họ sẽ tiếp tục tiến vào và LL buộc phải dùng cái xung kích bỗng cháy của mình chỉ để bỏ chạy mà thôi. Levi ném gạch liên tục, LL bấm đồng hồ và đó là điểm hạ gục cho Palette. Tình huống KS khá là mượt đến từ Palette nhưng Gam đang tiến vào. Kia Gia đi thẳng vào chấp luôn cả trụ và tốc biến của Palette, anh ta không hất tung được ai cả. Địa đã lao vào, bảo đạn tung ra nhưng anh phải ngưng bảo đạn sớm để chạy về bởi vì Kia Gia đang quẩy quá nhiều. Levi dứt điểm được Su Hào. Phía bên ngoài này thì toàn bộ đội hình của Gam tràn lên để dứt điểm Cerberus, double kill cho Levi. Anh ta đang chờ đợi điểm hai cuộc thứ ba của mình, đã có triple kill cho Levi và chỉ còn một người của Cerberus mà thôi, đó là Artemis. Hai cái khiên đó đến từ đội hình của Vigam đã chặn toàn bộ sát thương đến từ bảo đạn của Artemis. Artemis gần như không gây được sát thương với chiêu cuối của mình. Đây sẽ là cái chiến thắng cực kỳ thuyết phục dành cho bên phía của Gam Esports ở ván thi đấu đầu tiên. Có một chút khó khăn khi mà Gam di chuyển lỗi ở cái trụ một đường trên. Cái gì vậy? Nhưng cuối cùng thì chiến thắng vẫn dành cho họ trước Cerberus trong ván đấu đầu tiên này. Họ đang cố gắng chạy lên, LL lui về được. Lần này thì Cerberus đã cảm nhận được nguy hiểm nhưng Gam vẫn chưa bỏ cuộc. Su Hào có mặt ở đây và ta kích hoạt cho mình cái thú săn mồi. Tình huống này thì Levi làm choáng quá tốt. Su Hào rất hay về cái việc mà anh ta dự đoán được hướng tấn công của phía đối phương, nhưng tay của Zeros và Levi lại hay hơn cái khả năng suy nghĩ của các thành viên phía Cerberus.
Dịch chuyển. Chu Hào vẫn đang ở đây. Người ở đây là 3-2. Gam đang gặp nguy, họ đang phải lui ra. LL lao lên, nhưng ta rất đơn độc, sát thương dồn vào LL. Chu Hào lao tới hỗ trợ, nhưng LL bỗng nhiên tôi nhớ Yado đang lên, Yado đang lên, Yado có tốc biến. Sẽ nhắm vào ai đây? Ba thành viên của Gam ở trong pha này đều còn tốc biến cả. Ronobi cũng đang chạy lên. Zeros là người đầu tiên được chọn nhưng ta còn khá là trong. Ta tốc biến lên làm choáng Yado và địa lao tới bắn. Yado đang cố gắng chạy. Su Hào hết máu, một hit nữa thôi. Và đó có điểm hạ gục cho bên phía Gam. Tuy nhiên Zeros bị kéo, ta nằm xuống vẫn là Gam lời hơn. Rồi, Palette đã phải dùng tất cả mọi thứ, cả hồi máu lẫn kiệt sức. Địa đang lao vào bắn EL, con cá sấu này chắc là chống không lại, đang phải bỏ chạy. Thanh trừng được xảy, EL tốc biến vẫn chết. Khi mà bây giờ con rồng lại là điểm hẹn, Ronobi đi thẳng vào bụi. Tất cả mọi thứ dồn vào nhưng ta vẫn còn tốc biến, ăn kịp cua từ bên phía của Gam. Zeros bị làm choáng nhưng ta khá trâu, ta làm choáng một người. Và sau đó thì không còn Cerberus nữa. Quá khủng khiếp. Mặc dù trong ván thi đấu mà Zeros không được gọi tên nhiều. Khi đánh đôi công là tôi đánh đôi công luôn, với tay to mà. Đúng vậy, nếu như có một đội nào thích đánh đôi công thì đó là Gam, và họ đang đôi công với Cerberus. Activate buộc phải bung lông. Pha này Yado tới tắt điện được lay. Tình huống làm cả thế giới bùng nổ cực đẹp của Yado. Yado đánh quá hay. Liên tiếp là những tình huống trồng sát thương cực kỳ ghê. Vừa rồi là cái góc mà tôi nghĩ rằng Artemis đã bị gặp lỗi khi mà kéo Zeros. Anh ta lao thẳng vào luôn, hủy diệt đấu trường, đánh chết Artemis. Và anh ta đang quẩy giữa đội hình của Cerberus. Nhưng sát thương bây giờ đang có là nhiều của bên phía Cerberus. Một chấm máu nơi Cerberus vẫn đang sống. Cerberus được cứu đến từ ba lá trong tình huống giữ chân chói chân vừa rồi đến từ chiêu cuối. Yado lại lao vào, địa đang lướt đi cổng theo Palette và đang chạy về phía của Zeros. Zeros liệu có bỏ cuộc trong pha truy đuổi hay không? Họ vẫn đang lao tới. LL có tốc biến. LL đang là người vào trước, anh ta chưa hồi thần cá sấu, anh ta có tốc biến lên làm choáng được Zeros. Nhưng Zeros rất trâu. Su Hào vẫn đang lao tới, Yado cũng lao tới, Ronobi từ phía bên này, Su Hào buộc phải tốc biến bỏ chạy. Và pha truy đuổi này của bên phía Zeros nó đã thất bại hoàn toàn, thậm chí là Gam còn muốn đẩy họ ngược về. Anh ta đang chạy, địa lướt lên, Artemis buộc phải bung lông sớm. Thế giới bùng nổ của Yado đang không có. Zeros ôm được một người, anh ta đang lao vào. Anh ta trâu quá và mạnh quá. Artemis không được chơi game. Phía bên ngoài này thì từng người bên phía của Zeros nằm xuống. Người đầu tiên là LL. Su Hào cũng gục ngã trong trụ của mình, chăng không anh ta vẫn tạm thời thoát đi được. Gam đang có 4 người, Levi đang tới. Zeros lao vào, thế giới bùng nổ lần này không đẹp. Gam bật ngược lại và Levi từ tuyến sau đánh tới. Yado gặp nguy hiểm, anh ta cố gắng chạy. Zeros lại bay vào quậy và không có cửa khi mà con set này nó mạnh quá. Artemis chỉ có thể chạy mà thôi. Anh ta đã cố gắng quay lại, bắn ra, bắn được play, bắn tiếp vào Palette, nhưng Palette nhập được vào người của địa. Bắn được rồi, Artemis bắn được, nhưng bắn được hay không đây? Zeros chạy, địa bắn tốt và có được điểm hạ gục. Eo lao tới làm choáng được. Artemis bắn không có nhiều chí mạng lắm, anh ta bắn không được và anh ta nằm xuống quét sạch cho Gam. Chưa đang lao vào bắn Eo không, nhưng không giữ chân được ai cả. Thanh trừng rất chất lượng, Eo nằm xuống luôn. Ôi quá đau, mất người. Zeros đang khép góc, Artemis cố gắng gây sát thương. Yado đang lựa góc để có thể làm choáng. Anh ta đứng ở phía ngoài, kéo vào. Artemis bắn, bắn rất nỗ lực, có được điểm hạ gục đầu tiên. Zeros bắt đầu bơi vào, bị đẩy ra với Yado. Nhưng Artemis đã nằm xuống, tức là nguồn sát thương lớn nhất của Cerberus không còn. Và chỉ có thể ôm nhau chạy mà thôi. Su Hào hạ gục được Zeros ở phía trong. Phía bên ngoài này, địa đang băng trụ chung với lại Palette, lấy được giáp hồi sinh của Yado. Nhưng sau đó kẹt lại giữa hai trụ của đối phương. Palette nằm xuống, Levi quay trở lại với đồng đội của mình. Và Levi có được điểm hạ gục, Ronobi không có sát thương, anh ta chỉ có thể ôm trụ. Levi lui ra. Cú kéo không thành công của Ronobi. Địa không còn nhiều máu nữa, hai trụ cố gắng hút máu đến từ những con lính. Ronobi chạy hướng nào đây? Ta chạy về phía của địa, ta chạy về phía của Su Hào và anh ta sống được. Trụ đang bắn địa, địa lui về kịp. Thú săn mồi làm chậm, vậy tốc biến lên làm choáng, vẫn không hạ gục được địa. Địa đang thả diều rất khó chịu. LL bật luôn thần cá sấu, địa thanh trừng ngược trở lại. Anh ta cuối cùng cũng sẽ phải nằm xuống. Anh ta bắn được và hạ gục Su Hào. Hãy chào MVP dành cho địa với một màn trình diễn quá xuất sắc với con bài Lucian của anh ta. Là một rồi, Zeros, Zeros đang kéo Zeros vào, sát thương dồn vào và họ thành công. Nhưng địa vẫn sống, và khi địa sống thì Gam có 1 tỷ sát thương và anh ta bắn hết, bắn từng người một. Artemis bung lông quay lại, nhưng liệu hạ gục được địa không? Câu trả lời là không. Ôi, một pha thi đấu mà tiếp tục là khoảng trống không có nhiều lắm dành cho Artemis, khi mà cả Zeros và Palette đã có thể lao vào và địa bắn từ dàn ngoài, chứ kể đó là sát thương đến từ Play nữa. Levi đâu đó cũng đã có những tình huống để có thể đột kích các thành viên của phía Cerberus. Ván thi đấu tạm thời dừng lại ở đây, sẽ là một chiến thắng 2-0 dành cho bên phía của Gavisport.